Và bên cạnh em đây là một chiếc Ford Ranger, anh chủ đã lựa chọn một cặp bi gầm đến từ thương hiệu Titan. Và đây là một quả bi gầm mà nó có cả 3 nhiệt màu tích hợp trong một quả bi. Đó chính là bi gầm Titan 301. Thì đối với quả bi này, kích thước về mặt len là 3 inch, khi lắp vào nó vẫn sẽ như zin, không hề thay đổi mặt kết cấu bên ngoài của xe và mang đến cho các anh một cái ánh sáng tốt hơn. Đặc biệt hơn nữa, với 3 nhiệt màu thì nó sẽ giúp cho các anh di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau, không để mọi người phải chờ đợi lâu. Ngay bây giờ xin mời các anh cùng chiêm ngưỡng qua cái ánh sáng của bi gầm 301 này như thế nào nha. Đầu tiên với nhiệt màu 5.500 cho ra ánh sáng trắng, thì với nhiệt màu này các anh hoàn toàn có thể yên tâm là mình di chuyển trong phố. Nhiệt màu trắng nó sẽ mang đến một cái sự sang trọng và tinh tế cho xe mình. Và ở nhiệt màu 4.300 này thì khi mà các anh di chuyển ở những khu vực mà đường vừa mới mưa xong, có một phần hơi ướt, thì 4.300 nó vừa cho ra một cái ánh sáng trắng quan sát rõ ràng mà vừa có một cái chút ngà vàng để giúp cho mình bám đường hơn rất là nhiều. Tiếp theo, ánh sáng với nhiệt màu 3.000 của Bi Titan 301 này thì nó sẽ giúp cho các anh phá sương, đi mưa dày, trời mưa đường ướt rất là nhiều, thì với nhiệt màu 3.000 này ánh sáng sẽ trải dài xuống đường, giúp cho các anh ngồi trong xe sẽ có được một cái tầm nhìn tốt hơn, bám đường đi hơn rất là nhiều. Ba cái nhiệt màu trong cùng một quả bi 3.000, 4.300 và 5.500 sẽ giúp cho các anh lái xe đường đêm an toàn hơn trong mọi điều kiện thời tiết và trong mọi khu vực địa hình khác nhau. Bi gầm 301 chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn cần thiết. Không những vậy, ưu điểm của cái quả bi gầm này đó chính là tích hợp luôn cả ánh sáng cốt pha. Dù là ở bất kỳ nhiệt màu nào thì quả bi này vẫn được tích hợp ánh sáng pha, giúp cho các anh tăng tầm chiếu xa hơn, quan sát rõ ràng các chướng ngại vật hơn rất là nhiều. Và nếu như các anh nào đang có nhu cầu nâng cấp ánh sáng, đặc biệt là bi gầm dành cho xe ô tô của mình để cải thiện ánh sáng zin, giúp cho cái bụng sáng mình dày hơn, đậm hơn, thì có thể cân nhắc đến Auto 365 Thủ Đức của tụi em. Và các anh cũng có thể liên hệ với hotline 0365 365 365 để có thể được hỗ trợ lắp đặt, tư vấn một cặp bi gầm giúp cho các anh lái xe đường đêm an toàn hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.